Chào tất cả các bác nha. Tối nay là ngày 31 tháng 10. Em mới về được cái lô hàng mới em đang giới thiệu các bác. Các bác xem có em nào cảm thấy hợp lý, ưng ý nghe tại đặt hàng các bác nhé. Số điện thoại em là 0383 440 440. Con đầu tiên xuất kích cho các bác luôn này. Em này em cực phẩm này. Chiêu ngưỡng em này nó kinh điển luôn. Đầu tiên em nhìn con đẹp cái này, cho con ngắm nhìn con này đảm bảo các bác nhìn mà mê ngất người luôn đấy, phê chưa, đẳng cấp chưa. Rick Tiger bác nhà, cơ automatic tự động, một con hàng chính hãng của Rick Tiger luôn. Đẹp không các bác, con này phê nhất người. Máy có nhìn sướng không? Quay cực kỳ kỹ bác nhé. Máy miếng mà vậy dòng hết luôn, về chống nước 100m. Con này đeo lên tay thì đảm bảo các bác luôn, phê nhất người luôn này. Đẹp mê ly luôn ạ. Em này là size 40 vành trong này. 40 50 bác nhá, 40 50 ạ. Đấy, vành trong là 40 thôi. Vành ngoài là full là 40 50 ạ. Đẹp đang qua con này thì ngất người luôn. Đẹp cực kỳ đẹp. Xem con trước em mã gì à, con này mã KA bác nhá, KA này KA21, size của nó là 40 50. Bao lấy con này em để cho bác cái giá rẻ yêu thương bác nhá, 6 triệu, 6 triệu cho một em siêu phẩm bác nhá. KA21 size 40 50, giá 6 triệu. Tiếp tục em lên cho bác một em Hero bác nhá, Hero gần. Hàng này là hàng đại hiếm luôn, đảm bảo các bác luôn, các bác không kiếm ra con thứ hai luôn nhá, khẳng định các bác ạ. Duy nhất thì mình em có con này thôi, không có các bác không kiếm được ra rồi. Này có nhìn cái sọ lâu này. Con này là con hàng hiếm bác nhá. Đó, chờ em một phút em lướt qua cho các bác tí xong thì lên cho nó chuẩn. Đây ạ, cho bác ngắm nhìn con này nha. Con này là độc nhất vô nhị nha, không có con thứ hai đâu ạ. Các bác kiếm mỏi mắt ở Việt Nam không có con này đâu bác nha. Đấy, Hirogin. Cơ automatic tự động bác nha. Một con hàng chính hãng của Hero luôn. Đẹp không các bác? Trời ơi, con đồng hồ. Đấy, ra bàn mốt rồi, mốt bên mình ạ. Chống nước này 100m các bác nhé. Dây khóa nguyên zin phải theo bộ. Có nhìn đẹp không? Đẹp mà các bác nhìn, nếu mà các bác nhìn bên ngoài nó còn đẹp gấp 5 7 lần bên trong video nhé. Đẹp lắm luôn ạ. Đây, lên tay cho các bác nhìn này. Con này độc nhất vô nhị rồi. Các bác kiếm ra con thứ hai hơi bị khó nhé, hầu như không có đâu. Đẹp thì thôi rồi con này ơi.
Em này nó là size 44 các bác nhá, size 44 này ạ. Đây. Sổ xe vẫn còn. Một em size 44 Hero gần. Mã đó K22. Size của nó là 44. Đấy, bác nào lấy con này em để bác cái giá là 5,8 triệu bác nhá. 5 triệu 8 một con hàng siêu hiếm bác nhá. Các bác không kiếm ra đâu ạ. Đây ạ. K22 này size 44 giá 5,8 triệu. Tiếp tục em lên cho bác một con nữ đây, nhiều bác hỏi em con dòng nữ đây. Lên cho nữ cho bác nhìn nhá. Đây các bác xem lại đúng con bác cần không. Đây con này đây đấy, nữ nữ tay cá tính mới nhá và nam tay nhỏ đấy ạ. Đấy, một con hàng chính hãng của Đức các bác nha, đẹp chưa, dòng này chạy bim bác nhá, chống nước 30 mét. Đấy, bác nào mua tặng vợ này đẹp bác nha. Nam tay to nữ tay nhỏ, à, nam tay to nữ cá tính bác nhá. Đấy nó vấp là nam tay nhỏ nữ cá tính bác nhá. Đấy chuẩn và như thế đẹp không ạ, thì có ngất người rồi ạ, không chơi được con này bác nhá, đẹp xuất sắc luôn. Con này mã KA33. KA33. Size của em này là size 36.5. Bác nào lấy con này em để bác cái giá là 2,5 triệu bác nhá, 2,5 triệu ạ, 2,5 triệu con K33 bác nhá. K33 này size 36.5 giá 2,5 triệu bác nhá, giá 2,5 triệu ạ. Tiếp tục lên con thứ hai cho các bác. Đây là một em hàng chính hãng. Đấy. Siêu phẩm chưa ạ? Em neo gì, em neo nót các bác nhé. Đấy, có nhìn chưa? Đấy, một con hàng chính hãng nha. Con này thì đây, sẽ thẻ đây. Con này được cái nó đẹp lắm các bác ạ. Nó đẹp, phải nói là đẹp khủng khiếp luôn đấy. Máy nó cũng xịn. Các bác chờ tí nha, hiện tại đang dán đi lông xung quanh bác nhìn nhỉ. Đấy. Vóc đi lông cho các bác nhé. Các bác nhìn cho nó dễ. Bên Nhật nó gửi xa đấy các bác, nó bảo quản kỹ lắm. Buộc chặt chẽ lắm. Đây, có chim ngưỡng em con này. Đủ là siêu phẩm chưa ạ? Mặt kính sapphire bác nhá, hai ô click của nó góc 3 giờ. Đấy, con này được đính 4 viên kim cương nhân tạo nhé. Thép của nó thép 316, 100% không ăn gì đâu nhé. Này có nhiều bộ máy nữa, chất không ạ? Bóc con dài cho dễ nhìn. Máy toàn bộ máy Senko nhé. Nhưng mà con này không phải bàn cãi nữa nhé, nó xuất sắc rồi. Từ dây đến mặt đến niền, niền là niền băm này. Size thì là size nhỏ nhé, size của nó đúng là vừa miếng rất nhiều người luôn.
Nhưng mà size này các bác này. Em này size 40 zin bác nhé. Size 40 zin là zin luôn. Size 40 này. Mã của em nó là mã KA24. Size của em nó là size 40. Bác lớn này em để bác cái giá là 3,4 triệu thôi nhé. 3,4 triệu con này thôi. Rẻ, quá rẻ rồi. K24 size 40 giá 3,4 triệu. Tiếp tục về được một em cực phẩm. Đấy, Hanbro bác nhé. Con này con cực phẩm luôn nhé. Bản này mắt nào tay vừa vừa đeo được nhé, không cần tay to nhé. Nếu là con này tay to càng đeo càng đẹp, nhưng con này là cũng không nhất thiết là phải có size to nhá, size bình thường cũng được ạ. Nó đẹp cho bác ngắm nhìn luôn này. Có thấy thế nào ạ? Đẹp chưa? Đấy, một con Hanbro bác nhá, cơ auto thích tự động, một con hàng chính hãng của Hanbro luôn. Đẹp. Vừa độ hoàn thận, vừa hoàn thiện đẹp lại còn vừa cái. Ôi, con đồng hồ. Chống nước 50 mét, bộ khóa nó cũng xịn sò vậy. Đẹp xuất sắc. Quá đẹp. Em này nó là size 42. Size 42. Mã K25. Bác nhá. 5,8 triệu cho các bác một em kịch điển luôn. Mã K25 này, size 42, giá 5,8 triệu con này. Đây, bác nào mà thích chơi cái loại min nhiều tiền này, chơi con này. Đây con đồng hồ của em này, em sưu tầm trước rồi. Rất nhiều tiền bác nhận, bây giờ thì lại phải thanh lý cũ này. Nặng lắm, con này nặng của gấp 3 gấp 4 lần con đồng hồ cơ hiện tại bây giờ bác nhé. Đấy, con 20 tơn này, hàng chính hãng của 20 tơn luôn. Con này tay to là tay tổng 20, 21, 22 đeo rất là đẹp luôn. Dây nó xịn sò. Em này nó là size 42. Mã K25. Size 42 này, con này giá là 11 triệu. K25 này, size 42, giá 11 triệu.
Tiếp tục lên cho bác một con này. Con này nó hot hit này. Như một cục vàng luôn. Đẹp quá con này. Như một cục vàng luôn. Một em police với nhà của cảnh sát. Cái này size của nó là size 2640, giá 2,3 triệu. Size 2640. Mã KA27 này size của nó là 2640 này. Đấy, bao lấy con này em để bác cái giá là 2,2 triệu. 2,2 triệu một em đình đám bác nhé. Đấy, KA27 size 2640 giá 2,2 triệu. Tiếp tục lên cho bác một con này nữa. Caravan. Trời ơi, lại về thêm con này bác ơi. Size 42. Đẹp quá, đẹp rồi. Nhìn đinh đá hết luôn. Máy Samco. Đẹp xuất sắc luôn các bạn. Size 42. Size 42. Con này là mã KA28. Size 42. Bao lớn này em để cho bác cái giá là 4,2 triệu luôn. K28 size 42. À, K28 size 42 giá cái này bán 4,2 triệu luôn. Tiếp tục bác lên một con nữa cho các bác này. Đây. Đây một em gớt hàng chính hãng luôn.
đẹp lắm quang, mà ngắm nhìn phun đá luôn. Đẹp không bác? À, em ngớt rồi. Xuất sắc luôn. K28 con này là mã K29 này. Sa con này là 43-45. Mã K29. Sai của nó là 42-45. Đấy, con này em để ba cái giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu này các bác nhé. K29 size 42-45, giá 2,5 triệu. Đây em lên thì bắt một con tung teng. Em bác nào thích chơi dòng tung teng mà. Tung teng này thì nó là cực phẩm rồi. Đấy, Caliban tung teng. Cái tung ten này các bác nhé, là cái độ cứng của nó thì sau mỗi kim cương các bác nhé. Các bác dùng xác định dùng trọn đời cái dòng mà mặt tung ten này không hỏng nổi các bác nhé. Trời ơi. Đẹp mê ly luôn. Máy toàn bộ là máy xịn anh nhỉ. Toàn máy Sanco hết. Niền nó toàn bộ niền đừng tung teng quá nha. Các bác không bao giờ chảy xước đâu nha. Không chảy xước không cũ được. Tung teng. Con này K29, con này K30 đúng không? Con này size 40. Tung teng. Mã KA30 nhé. KA30. Size 40. Giá con này là 4 triệu nhé. 4 triệu một con tung teng này ạ. K30 này. Size 40, giá 4 triệu đó. Đấy, video ngày hôm nay em xin phép tạm dừng quá nhé. Các bác ưng em nào thì nghe theo liên hệ. Em xin chào các bác.